mà lâu quá vậy nè? Nàng tiên răng chắc mất rất nhiều thời gian để tới đây. Nàng tiên răng đâu rồi ta? Âm thanh gì vậy? Có phải là nàng tiên răng không? Chót, em nghe thấy gì không? Ôi chót. Ờ, âm thanh là của chót. Cậu ấy mệt quá nên đã ngủ mất rồi. Em chót đúng là không dở thức khuya cho lắm. Nhưng mình thì có. Mình sẽ ráng thức đến khi nàng tiên răng tới. Mình không có ngủ đâu. Bây giờ nàng tiên răng đã tới rồi. Nhưng Peppa đã ngủ mất rồi. Xin chào Peppa. Cậu có muốn đổi đồng tiền này với răng của cậu không? Thật là một cái răng sạch sẽ. Cảm ơn Peppa. Chúc ngủ ngon. Peppa, sót dậy đi, trời sáng rồi con. Ủa, con có ngủ đâu? Nàng tiên răng có tới không con? Không. Con hãy xem dưới gối của con thử xem. Ồ, xem kìa Peppa, nàng tiên răng đã tới đó và để lại một đồng tiền kia. Có phải là con đã ngủ quên không? Có lẽ là con chỉ ngủ một chút thôi mà. Lần sau con sẽ ráng thức cả đêm luôn. Và con sẽ gặp được nàng tiên răng. Con thích chiếc xe mới này. Chúng ta giữ nó được không ba? Ồ, chúng ta không giữ được nó đâu Peppa. Chúng ta chỉ mượn nó trong hôm nay thôi. Ôi không, em nghĩ là trời sắp mưa rồi. Được rồi, vậy anh sẽ bật mui xe lên. Để coi nút nào là nút bật mui xe đây. Ồ, nút nào ta? Ha ha, nhất định là nút này rồi. Nút đó khiến chiếc xe xịt nước và heo ba. Ba sai rồi, đó đâu phải cái mui xe đâu. Vậy chắc cái nút này. Ồ, không phải đó. Cái nút này. Heo ba đã quên nút nào là nút để bật lại mui xe. Anh không nghĩ là chiếc xe này nó thích mình. Hãy bấm thử nút đỏ đi. Wow. Nhưng bây giờ lại hết mưa rồi. Mình hạ mui xe xuống được không ba? Được chứ con. Nhưng nút nào đây ta? Là nút màu đỏ đó. Chó ông đã sửa xong chiếc xe màu đỏ. Xe sửa xong rồi. Wow. Cảm ơn ông rất nhiều. Không cần thối tiền thừa. Cảm ơn heo ba nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt ông. Wow, được sử dụng xe của mình thật là tốt. Con rất thích xe mới, nhưng con vẫn thích xe cũ của mình hơn. Và bà nghĩ chiếc xe cũ cũng thích chúng ta, đúng không nào? Con không đọc được chữ nào hết. Cúp biển đã viết rất rõ ràng, hãy đi theo mũi tên. Đi theo mũi tên hả ông? George đã tìm thấy manh mối thứ hai rồi. Những cành cây ghép thành mũi tên. Nhìn kìa, nó chỉ đi hướng này. Peppa và George nhanh chóng đi theo mũi tên. Nhìn kìa George, một cái chìa khóa. Peppa đã tìm thấy manh mối tiếp theo, một cái chìa khóa. Làm tốt lắm Peppa. Bây giờ con chỉ cần tìm hòm kho báu nữa thôi, rồi mở nó ra là được. Nhưng con không cần manh mối nào để tìm nữa. Chắc là con nên nhìn lại bản đồ một lần nữa. Coi đi Peppa, bản đồ có vẽ hai cây táo nè con. Ở đây có một cây táo nè. Ở bên này cũng có một cây táo. Nên chắc chắn kho báu sẽ ở đây. Nào thử xem nào. Ôi trời, ở đây hình như không có gì hết con à.
À khoan đã, có gì đó ở đây nè. Wow, kho báu. Wow. Con giỏi lắm. Con có chìa khóa để mở ra nè. Wow, thật không thể tin được. Những đồng tiền vàng chắc là chúng rất đáng giá đây. Chúng còn hơn như vậy nữa. Chúng không phải là những đồng tiền vàng bình thường. Chúng là những đồng tiền vàng sô-cô-la. Và ở đây có đủ đồng tiền vàng sô-cô-la cho tất cả mọi người. Peppa và George rất thích những đồng sô-cô-la. Mỗi người đều thích đồng sô-cô-la. Ông ơi, bà ơi, đây là cuộc săn tìm kho báu tuyệt nhất. Được rồi, mình sẽ tới thăm cậu. Mẹ, mình sẽ mặc bộ đồ y tá của mình. Vậy là cừu Suzy đi tới thăm Peppa. Và Suzy mặc bộ đồ y tá của mình. Chó Danny và thỏ Rebecca cũng cùng tới với Suzy. Mình thấy không khỏe lắm, Suzy. Mình phải nằm yên trên giường. Tụi mình có thể làm gì để cậu thấy đỡ hơn? Cậu lấy nước cam cho mình được không? Được rồi. Có vẻ như Peppa đang tận hưởng việc này. Cảm ơn Suzy. Cậu có cảm thấy đỡ hơn không? Đã đỡ hơn một chút. Danny, hãy hỏi mẹ mình ăn kem được không? Và Rebecca, cậu hái hoa cho mình được không? Ở ngoài giường đó. Bác sĩ gấu nâu đã quay lại để xem Peppa đỡ hơn chưa. Tốt quá, y tá đã tới đây rồi. Bệnh nhân như thế nào rồi hả? Con không phải y tá thật sự. Con chỉ giả bộ thôi à. Bác hiểu rồi. Con để bác khám lại cho bệnh nhân nha. Dạ được thưa bác sĩ. Tốt lắm, không còn những nốt đỏ nữa. Giờ con đã khỏe lại rồi. Không phải là con còn bệnh sao? Con cảm thấy thế nào? Con nghĩ là con nên nằm trên giường một chút nữa. Bây giờ bà muốn chơi bóng một chút ở ngoài giường. Có ai muốn cùng chơi không nào? Con nữa. Thật là bất ngờ. Con hoàn toàn bình phục rồi đó. Bây giờ chúng ta cần đôi tay, đôi mắt và miệng. Chó tìm được cành cây để làm cánh tay cho người tuyết. Còn Peppa thì tìm được đá để làm mắt và miệng cho người tuyết. Đây là mặt của người tuyết. Bây giờ người tuyết cần một cái mũi. Peppa lấy một củ cà rốt để làm cái mũi cho người tuyết. Người tuyết có vẻ đang rất hạnh phúc, nhưng có thể cậu ấy hơi bị lạnh. Người tuyết cần thêm đồ len nữa để giữ ấm cho bạn ấy. Vậy là George đi lấy đồ để giữ ấm cho người tuyết. Đó, người tuyết đã có nón len và khăn quàng với găng tay. Mẹ ơi, mẹ ơi, ra nhìn nè. Heo mẹ đi ra cùng trang phục, nón, khăn quàng và găng tay. Đây là người tuyết tuyệt nhất mà mẹ từng nhìn thấy đó các con à. Heo ba có vẻ đang rất lạnh. Ông ấy không mang theo nón, khăn choàng và găng tay. Ba ơi, sao ba không đội nón lên, khăn choàng và găng tay? Bà không biết chúng ở đâu nữa. Bà không tìm thấy chúng ở đâu hết. Mẹ nghĩ là mẹ biết nón, khăn choàng và găng tay của heo ba ở đâu rồi. Nón, khăn choàng và găng tay của heo ba đang ở trên người tuyết. Ồ. Chắc là heo ba đang xem bản đồ, có đúng vậy không? Dạ phải, đúng là heo ba đang xem bản đồ. Bây giờ anh ấy hơi bực bội. Anh không hề bực bội.
Thôi, để bà chỉ đường cho con. Giờ cứ đi theo đường lớn cho tới khi thấy lâu đài Windy trước mặt là được. Dạ, cảm ơn ba rất nhiều. Chúng ta sẽ đi theo đường lớn và để mắt tới lâu đài Windy nha. Anh cũng biết vậy mà. Nhìn kìa, đó có phải lâu đài Windy không ba? Phải, đó chính là lâu đài Windy. Xe ơi, cố lên. Cố lên xe, cậu làm được mà. Wow. Vậy là Peppa và mọi người đã tới được lâu đài Windy rồi. Wow, nó thật là cao. Chúng ta mau lên trên đi. Phong cảnh nhìn từ trên đó rất đẹp. Wow. Các con nhìn kìa. Mẹ ơi, đó có phải nhà của ông bà bà không mẹ? Phải, đúng rồi đó con. Nó thật là xa. Vậy thì chúng ta nhìn bằng ống nhòm đi. Cho con nhìn trước được không hả ba? Được chứ, nhưng sau đó con phải để cho George nhìn nữa. Wow. Ống nhòm làm mọi thứ trông gần hơn thực tế. Con nhìn thấy ông và bà rồi nè. Nhìn đi George. George vẫy tay với heo ông và heo bà của mình. Bà đang ở xa em quá nên không nhìn thấy em đâu. Mẹ biết rồi, mẹ sẽ gọi cho ông bà. Alo. Dạ thưa ba, tụi con nhìn thấy ba từ lâu đài Windy nè. Ba vẫy tay đi. Ông và bà đang vẫy tay với chúng ta kìa. Con thích lâu đài Windy này. Chị thấy em rồi, em phải quay về điểm xuất phát. Bắt được em rồi, chị thắng. Nhưng chị tới trước khi em kịp chuẩn bị. Theo luật chị có thể di chuyển tùy thích. Có đúng vậy không Josh? Bây giờ tới lượt Chloe được làm cáo già. Peppa và George phải cố gắng đứng thật im. À. Peppa, chị thấy em rồi nha. Về điểm xuất phát. Thật là không công bằng, chị nhìn lâu quá. Theo luật thì chị được quyền nhìn bao lâu cũng được hết. Về điểm xuất phát nhanh đi. Và George là người chiến thắng. Chúng ta chơi trò khác được không chị? Được thôi, nhưng miễn nó là trò chơi của người lớn nha. Em biết rồi, chúng ta chơi trò yêu thích của em nha. Nó cũng dành cho người lớn. George, em biết trò mà Peppa đang nói là cái gì không? Thì ra trò chơi yêu thích của Peppa là nhảy lên nhảy xuống trong vũng bùn. Chớp, nếu em muốn nhảy trong những vũng bùn, em phải mang ủng của mình. Em cũng có chuẩn bị cho chị nữa nè, chị Chloe. Nhưng chị lớn rồi nên chị sẽ không nhảy trong vũng bùn nữa đâu. Ờ, em cũng vậy. Nhưng mà chớp thì thích nhảy trong vũng bùn. Ở trong lòng, Peppa cũng muốn nhảy trong vũng bùn. Nhưng cô bé muốn ra vẻ người lớn. Mà nghe có người nhảy trong vũng bùn phải không? Heo ba và heo mẹ đang mang ủng của mình. Và họ thích nhảy trong vũng bùn. Nhìn có vẻ vui quá. Phải, nhìn rất là vui. Có lẽ là có một luật nói là người lớn cũng có thể nhảy trong vũng bùn đúng không? Phải, chắc chắn là có rồi. Con hả? Vậy là Peppa và Chloe cũng thích nhảy trong vũng bùn. Mọi người ai cũng thích nhảy trong vũng bùn, người lớn cũng thích như vậy. Em vẫn tung nó chưa đủ cao heo mẹ à. Cái bánh tiếp theo là của anh đó, anh có thể làm thử cho tụi em coi được không? Bánh ngon quá đi à. Giờ thì mọi người nhìn kỹ nè. Bí quyết để làm được bánh kếp ngon là ta phải tung nó lên thật cao. Một nè, hai, ba, bay cao. Ba dở quá ba ơi. Ồ, hình như ba tung nó cao quá thì phải. Đáng tiếc quá đi, vì đó là cái bánh cuối cùng rồi. Lấy cái bánh đó xuống cũng dễ thôi mà. Không được, heo ba giới không tới được cái bánh của mình. Anh không cần lo đâu, em nghĩ em có cách để lấy cái bánh đó xuống rồi. Giờ lên lầu thôi các con. Heo mẹ nào. Không biết heo mẹ đang định làm gì vậy ta? Mẹ sẽ đếm tới ba,
Lúc đó tất cả chúng ta hãy cùng nhảy lên nha các con. 1, 2, 3, nhảy. Mà mẹ con đang làm gì trên đó vậy? Thành công rồi. Vậy là heo ba đã lấy được cái bánh của mình. Ta có cái bánh ở trên đầu kìa. Anh có muốn cho thêm siro hay không? Cũng được. 1, 2, 3, bay cao. Bánh ngon quá đi. Trời non. Bà ơi. Peppa, George, sao hai con vẫn còn chưa ngủ nữa vậy? George và con không buồn ngủ gì hết. Cho tụi con xem tivi được không bà? Cũng được. Chắc là xem tivi một chút các con sẽ buồn ngủ liền đó. Hoa hồng Iceland rất được những nhà làm vườn yêu thích vì vẻ đẹp của chúng, nhưng chúng cũng dễ bị héo trong môi trường ôn hòa. Chương trình này xem chán quá hả chớp? Ông ơi, ông có thể chơi trò tung tụi con lên rồi chụp lại có được không ông? Cũng được, nhưng mỗi đứa một lần thôi đó nghe. Hình như là con đặng hơn trước rồi đó. Bây giờ tới lượt sót nha. Tới lượt con. Cao nữa, cao nữa. Nè các con, hình như là heo ông đó hơi mệt rồi đó. Con biết rồi. Hay là chúng ta chơi trò đuổi bắt đi bà. Bà bị, bà bắt tụi con đi bà. Đứng lại, đứng lại. Bà sẽ bắt các con. Đứng lại đi. Lúc này heo mẹ và heo ba đã về đến nhà. Em mong là các con của chúng ta đang ngủ. Xin chào, có ai không? Bọn trẻ đều đang ngủ rồi. Và hai người lớn cũng vậy. Mình đã nói rồi mà, còn lâu lắm thì trời mới mưa. Tội nghiệp gấu bông, cậu ấy bị ướt nhũng hết rồi. Phải, tội nghiệp gấu bông, lau khô cho cậu ấy đi. Dạ phải, tội nghiệp gấu bông. Xong rồi đó gấu bông à, khô hết rồi. Vậy còn ba thì sao đây? Bà cũng ướt hết rồi đây nè. Em xin lỗi anh nha. Để em lau cho anh ha. Lau như vậy đã khô chưa anh? Em nghĩ là được rồi đó. Con mưa đang vào trong nhà mình kìa. Sàn nhà bị ướt hết rồi. Ôi trời, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Không cần lo. Heo ba dùng một cái xô để hứng nước mưa. Anh đúng là giỏi thiệt mà. Dễ như ăn bánh vậy. Gì nữa đây? Nhanh lên, mau tìm một thứ khác để hứng nước đi. Con giỏi lắm Peppa. Dễ như ăn bánh vậy. Mẹ ơi, tiếng sấm sét lớn quá. Không sao đâu con gái, con không cần phải sợ. Hay là bây giờ chúng ta đếm giữa tiếng sấm đi. Chúng ta càng đếm được nhiều, nghĩa là cơn bão càng ở xa chúng ta. Cà chua với rau diếp và dưa leo mới hái trong vườn thiệt là ngon. Trước tiên phải rửa chúng cái đã. Peppa và George rất thích được giúp bà rửa rau quả. Có lẽ rửa như vậy là được rồi đó.
heo bà bắt tay vào chế biến cà chua, rau diếp và dưa leo thành món xà lách trộn. Heo ông ơi, ông gọi mọi người vào ăn trưa đi. Ăn trưa! Hôm nay heo bà làm món pizza cho bữa chính. Và đây là món xà lách, làm từ cà chua, rau diếp và dưa leo được hái trong vườn của ông. Mọi người ăn trưa đi nào. George đã ăn xong pizza, nhưng George vẫn không thích cà chua hay rau diếp hay dưa leo. Con làm sao vậy hả George? Con không thích món xà lách hay sao? George, con hãy ăn thử một chút cà chua ngon lành này đi nè. George, con hãy nhìn miếng dưa leo đi nè. Heo ông đã tự tay trồng nó trong vườn đó con. Thử một miếng rau diếp đi George, ngon lắm. Ôi, George, đừng có khóc nữa. Con xem ông làm đây nè. Bây giờ nó là con khủng long rồi đó. George rất thích khủng long. Vậy là George bắt đầu ăn cà chua, rau diếp và dưa leo. Ồ, con ăn giỏi lắm George. Chị sẽ rửa sạch bùn đi. Peppa, con được dùng xô nước đó. Vì xô nước có đầy bùn. Ây chà, vậy là Peppa tạt đầy nước bùn lên khắp chiếc xe. Không sao đâu con, chúng ta có thể dùng vòi tưới nước để rửa xe. Phải rồi, con cầm vòi nước được không? Peppa thì cầm vòi nước, còn heo ba thì vặn nước ra. Tại sao không có nước vậy? Dừng lại Peppa. Xin lỗi mẹ. Anh ơi, anh tắt nước trước đi đã. Không cần phải hoảng sợ. Ôi trời, mọi người đều bị ướt hết rồi. Ít nhất chiếc xe cũng được rửa sạch. Mọi người đều được rửa sạch rồi. Mọi người đi lau khô mình đi, còn bà sẽ đánh bóng xe. Lát nữa con sẽ quay lại. Lát nữa gặp lại con. Heo ba làm chiếc xe bóng tới mức có thể thấy gương mặt của mình. Thật là một khuôn mặt vui nhộn. Ồ, lại có thêm những khuôn mặt khác. Đó là Peppa và George và cả heo mẹ. Được rồi, chúng ta bắt đầu học. Và động tác đầu tiên, demi plie. Tiếp theo sẽ là nhảy nhẹ, petit jeté. Động tác cần phải đẹp và duyên dáng, petit jeté. Phải đẹp và duyên dáng. Petit jeté. Đẹp và duyên dáng. Peppa cảm thấy buổi học ba lê rất là vui. Tiếp theo nâng tay lên và hãy tưởng tượng rằng mình là một chú thiên nga thật đẹp. Cô đố bạn nào biết thiên nga kêu như thế nào nè. Nè. Miau. Nè. Nè. Đẹp và duyên dáng. Peppa thích nhảy múa. Mọi người đều thích nhảy múa. Mẹ ơi, tụi con đã muốn như thiên nga. Peppa,
đã làm rất tốt đó chị ạ. À, con đã nhảy múa rất đẹp và cũng rất duyên dáng nữa. Con của mẹ giỏi quá. Để con múa cho mẹ coi nha. Về nhà trước đã con. Vậy con có thể múa cho ba, Sớt và mẹ cùng xem luôn. Con chào cô. Peppa và George rất thích chơi trong vũng bùn lớn này. Đi nào George, chúng ta đi khoe với ba đi em. Ôi trời ơi. Ba ơi, ba ơi, ba đến xem tụi con đã làm gì nè. Để ba nghĩ xem. Hai đứa con đã xem tivi à? Không phải đâu ba ơi. Vậy hai đứa mới tắm xong? Không phải luôn. À, ba biết rồi. Hai con đã chơi trong vũng bùn đúng không? Dạ dạ dạ. Tụi con đã chơi nhảy trong những vũng bùn. Oh, nhìn hai con bây giờ kìa. Không sao, là bùn thôi mà. Nhưng mà chúng ta mau rửa sạch trước khi mẹ các con thấy. Ba ơi, khi tụi con đã sạch rồi, ba mẹ cùng chơi với tụi con được không? Được chứ, chúng ta sẽ cùng dạo chơi trong vườn. Sau đó Peppa và George mang ủng của mình, theo mẹ và theo ba cũng mang ủng của họ. Peppa tiếp tục nhảy lên nhảy xuống trong những vũng bùn. Mọi người đều thích nhảy lên nhảy xuống trong vũng bùn. Ôi trời ơi, heo ba, anh hãy nhìn anh bây giờ đi kìa. Chỉ là bùn thôi mà. George, ông khủng long ở đâu vậy em? Chị George không biết ông khủng long đang ở đâu. Đôi khi thám tử có thể thử đoán là ông khủng long đang ở đâu đó con. Ở đâu rồi? Tại vì George lúc nào cũng đem ông khủng long vào bồn tắm với mình, nên chắc chắn ông khủng long đang ở trong bồn tắm. Nhưng mà ông khủng long không có trong bồn tắm. Ừ, con biết rồi, con biết ông khủng long đang ở đâu rồi đó. George lúc nào cũng đặt ông khủng long trên giường mỗi buổi tối với mình, nên chắc chắn ông ấy sẽ ở đây nè. Ông khủng long cũng không có trên giường của George. Có lẽ chúng ta nên tìm ở trong khu vườn. Phải, ở ngoài vườn. Con cũng đang định nói như vậy đó mẹ. Ông khủng long ơi, ông đâu rồi? Có vẻ như là rất khó tìm được ông khủng long của George. Ông khủng long cũng không có ở đây rồi mẹ ơi. George, con rất thích ném ông khủng long lên cao đúng không? Bà không biết là lần này có phải con ném ông khủng long lên cao quá hay không? Ở trên kia, ở trên kia. Con thấy ông ấy trước nha. Con giỏi lắm Peppa. Con đúng là một vị thám tử rất giỏi. Khủng long. George rất vui vì đã tìm được ông khủng long của mình. Có lẽ chơi với ông khủng long ở gần cái cây không phải là ý hay đâu. Chắc ơi. Peppa và Suzy đều thích chơi bác sĩ và y tá. Mẹ. George cũng vậy. Peppa nghe lồng ngực của heo George. Nào George, em hít sâu vào đi, rồi ho ra. Hình như tim của em hơi bị lỏng một chút. Chị sẽ dán nó lại cho. Nè.
Mở miệng ra nào. Suzy thì đo nhiệt độ của George. Trời ơi, em rất rất là nóng đó. Chị nghĩ em phải nằm trên giường trong 3 năm tới. Và rồi heo ba tới để tìm George. Ôi không, George bị sao vậy các con? Ba đừng lo, chỉ là trò chơi thôi mà. George là bệnh nhân của tụi con. Ồ, ba hiểu rồi. Vậy ba thăm bệnh nhân có được không? Chỉ một lúc thôi đó. Em ấy có thể bị mệt. Ba ơi! Phải, đây là cho George. Chúng là thuốc để cho George thấy khỏe hơn. Ồ, xin lỗi thưa bác sĩ, khám cho ba được không? Ba đang bị đau bụng. Nhột quá. Con nghe bụng của ba kêu to lắm, con nghĩ ba đang thấy đói bụng. Vậy ba nghĩ mình cần rất nhiều bánh quy để có thể khỏe lại. Mẹ cũng vậy. Con nữa. Con nữa. Mẹ. Xin chào. Vậy là Peppa và George rất thích chơi cùng với chú vẹt Polly. Mình là heo Peppa. Mình là heo Peppa. George, em nói gì đi em. Rồi thì Peppa và George giả như mình là vẹt. Mình là vẹt Peppa. Peppa cố nghĩ cái gì khác hơn để nói với vẹt Polly. Tôi là chú vẹt ồn ào. Tôi là chú vẹt ồn ào. Peppa, George, hai con đang chơi với Polly đó hả? Dạ thưa ba. Polly thật là chú vẹt đáng yêu đúng không? Dạ phải thưa ba. Tôi là một chú vẹt thông minh. Tôi là chú vẹt ồn ào. Tôi là chú vẹt ồn ào. Ôi trời đất ơi. Bà nghĩ là nên để George trốn lần nữa. Như em George, trốn không có giỏi đâu ba. Bà tin là lần này em ấy sẽ khác. Con hãy nhắm mắt lại và đếm đi. 1 2 3. Ôi trời, Peppa sẽ 4, dễ dàng tìm được George thôi. 5 6. George, qua bên 7, này nè con. 8 9 10. Em sẵn sàng chưa? Chị đi tìm đây. Em chót không có ở dưới gầm bàn. Nhưng em ấy luôn luôn trốn vào dưới gầm bàn mà. Sao con không lên lầu thử tìm xem? Con biết em ấy ở đâu rồi. Chắc chắn là em chót đang ở trong giỏ đồ chơi. Chót không có ở trong giỏ đồ chơi. Vậy cậu ấy ở đâu? Peppa không tìm thấy George ở đâu hết. Ba ơi, con không tìm thấy em George ở đâu hết. Ôi trời, không biết thằng bé đang trốn ở đâu. Thật ra thì ba nghĩ trong tờ báo này có gì đó không ổn.
Chó, tìm được em rồi. Ôi chó ơi, đó đúng là chỗ trốn tốt đó con. Thì ra nãy giờ chó đã trốn sau tờ báo của heo ba. Em sẽ dạy em ấy vẽ một bông hoa. Chót, hôm nay chị sẽ chỉ cho em cách để vẽ một bông hoa. Đầu tiên em phải vẽ một vòng tròn lớn. Không Chót, em đã chọn sai màu rồi. Sau đó em hãy vẽ những cánh hoa. Chót, em vẽ sai hình rồi. Bây giờ em sẽ vẽ cành và lá. Hoàn thành rồi. Chót, em vẽ sai hết rồi kìa. Để cô xem các em vẽ gì đây. Con vẽ một bông hoa nè con. Ôi, nó đẹp quá Peppa. Còn Chót đã vẽ một chú khủng long màu xanh cũng rất đẹp. Hai, khủng long. Đúng là tuyệt. Cô nghĩ tranh của Chót và Peppa ngày hôm nay nên được dán lên tường có đúng không? Vâng. Peppa, chắc em đang rất tự hào vì em trai của mình. Cô nói có đúng không? Dạ đúng vậy. Đã tới giờ về và ba mẹ của bọn trẻ đã tới để đón chúng về nhà. Lần sau Chót tới nữa được không cô? Được chứ, không chỉ vậy, em ấy còn có thể vẽ thêm một bức tranh nữa. Lần sau Chót muốn vẽ gì nào, nói cô nghe xem. Khủng long. Lại là một bức tranh khủng long. Vậy thì con có thể chỉ cho mọi người vẽ khủng long được chứ? Tuyệt quá. Phải, thật sự rất tuyệt. Tuyệt lắm. Hoa mô ba. Phải, bà sửa máy vi tính cũng khá giỏi đó chứ. Ba ơi, tụi con chơi trò kia được không ba? Cô gà vui vẻ đó ba. Có lẽ con nên đi hỏi mẹ con. Lúc nãy mẹ nói tụi con có thể chơi sau mà. Nếu như vậy thì được. Nhưng bà không biết cái đĩa ở đâu. Tới lượt chị rồi. Tới lượt của bà nha. Ủa, trên đó có chuyện gì ồn ào dữ vậy? Em thấy là máy vi tính lại hoạt động rồi ha. Đạp xe không có bánh phụ đúng là không dễ chút nào. Muốn bà giúp con không Peppa? Dạ được thưa ba. Được rồi, sẵn sàng, ngồi vững, đi nào. Ba đừng buông tay ra nha. Con đừng lo, có ba ở đây. Con đang làm rất tốt đó Peppa. Giữ chân
Peppa đang tự mình đạp xe mà không cần có bánh phụ. Ba ơi, tại sao ba buông tay ra vậy? Từ nãy giờ con đã tự đạp một mình rồi. Thật sao? Con còn đạp rất là giỏi nữa đó Peppa. Thật hả mẹ? Đúng là con làm được rồi. Ba mẹ nhìn con nè, con có thể đạp xe mà không cần gắn bánh phụ. Dandy, Suzy, Rebecca, nhìn mình nè. Mình không còn gắn bánh xe phụ nữa các bạn ơi. Nhìn mình nè. Giờ chúng ta đua tay trái bí của ba mình nha. Peppa, coi chừng trái bí của ba. Mình sẽ chiến thắng. Peppa không nhìn hướng mình đang chạy. Ôi trời, heo Peppa đã đè vỡ trái bí to của heo ba. Con xin lỗi ba vì đã đè vỡ trái bí của ba. Không cần lo tới trái bí đâu con. Điều quan trọng là con vẫn không sao. Nhưng sau này con phải luôn nhìn về phía trước, có biết chưa? Con hứa là sẽ không làm như vậy nữa. Tốt. Thôi được rồi, dù sao thì trái bí đã bị dở rồi. Ba có thể dùng nó để làm bánh bí đỏ. Con cũng rất thích bánh bí đỏ. Và vì trái bí của heo ba rất là lớn nên sẽ có đủ bánh bí đỏ cho tất cả mọi người ở đây. Hai đứa cẩn thận, ở chỗ đó có một vũng bùn. Tại vì Peppa và George rất thích nhảy vào vũng bùn. Tụi con nhảy vào đó được không mẹ? Đi mà. Không, mẹ không muốn hai con bị dính bùn đâu. Các con mau lùi lại đi. Anh hãy cẩn thận nha heo ba. Anh biết anh đang làm gì. Anh cẩn thận đó. Còn một chút nữa thôi ba ơi. Heo ba à, anh quá nặng so với cái cành cây đó. Không đâu, anh biết rõ anh nặng tới mức nào. Lấy được rồi. Như vậy là heo ba đã cứu được con diều. Ôi trời, mọi người dính đầy bùn rồi. Chỉ là bùn thôi mà. Cũng may là heo ba đã không bị thương gì. Và con diều đã được lấy xuống. Mẹ ơi, bây giờ tụi con đã dính đầy bùn rồi. Tụi con chơi trên vũng bùn được không mẹ? Được rồi, các con cứ chơi đi. Dù sao các con cũng dính rất nhiều bùn rồi. Và mẹ nghĩ heo ba sẽ là người giặt đồ ngày hôm nay đó. Peppa và George rất thích nhảy lên nhảy xuống trong vũng bùn. Heo mẹ và heo ba rất thích nhảy lên nhảy xuống trong vũng bùn. Mọi người thích nhảy lên nhảy xuống trong vũng bùn. Nhảy lên nhảy xuống trong vũng bùn cũng vui như là thả diều vậy đó. Không ai biết trong hộp của con có gì. Ô, chót, em có gì vậy? Mẹ cũng làm một hộp cho sót. Và em cũng bỏ đồ vào đó. Và chỉ mình sót biết trong đó có gì thôi. Vậy là Peppa muốn biết trong hộp của George là gì? Chắc chắn trong đó là đồ chơi khủng long của em George rồi. Khủng long đồ chơi của George không có trong cái hộp đó. Thiệt khó đoán quá đi. Chị không đoán được. Peppa không còn thích những điều bí mật như trước. Có thể nếu con chia sẻ một thứ trong hộp của con, em con sẽ chia sẻ một thứ của mình. Cũng được, nhưng chúng ta phải làm cùng một lúc mới được. Đó là một ý kiến hay đó con. Khi đếm tới ba, hai con hãy lấy đồ trong hộp ra. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi. Một, hai, ba. George có một cái trống. Peppa có một cái kèn. Ờ, chuyện này thật là vui. Phải, tiếng nhạc rất là vui tai. Các con còn gì nữa hay không? George có một cái bánh vòng nhân kem. Nhưng hộp của Peppa thì không còn gì. Chị không còn gì nữa. Đừng lo, mẹ có đi. Nào mọi người, ăn đi.
George, Peppa, heo mẹ và heo ba đều thích món bánh dòng nhân kem này. Bà không có cái hộp đặc biệt, nhưng bà biết một chỗ rất tốt để giấu cái bánh vòng này. Các con biết là ở đâu không? Ba giấu nó ở trong tủ lạnh phải không? Phải không ba? Không, là một nơi đặc biệt hơn nhiều, bụng của ba. Bánh ngon quá. Con cũng sẽ giấu bánh của con ở trong bụng của con. Mẹ cũng vậy. Peppa muốn bắt chước theo George, nhưng cậu ấy quá lớn nên bị kẹt lại. Mẹ đã có bóng rồi nè. Peppa, bây giờ tới lượt con ra giữa đi. George, chụp lấy. Hoan hô! Chụp được rồi. George, em ra giữa nha. George, chụp đi. Chụp bóng đi George. George à, chụp đi con. Em chụp đi George. Đây này George. Ôi trời, Peppa, con không nên trêu chọc em George như vậy. Xin lỗi George. Có chuyện gì vậy hai đứa? Ba ơi, em George còn quá nhỏ để chơi trò chú heo ở giữa. Ba nghĩ em còn đủ lớn mà. Không đâu ba, ba hãy nhìn nè. Chụp đi George. Hoan hô. Ba không công bằng. Công bằng chứ con, ba chỉ giúp em George một tay thôi mà. Mẹ ơi, mẹ giúp con một tay được không mẹ? Tất nhiên là được chứ Peppa. Ném cho chị đi. Chụp nè George. Peppa thích chơi trò chụp bóng. George cũng thích chơi trò chụp bóng. Mọi người đều thích chơi trò chụp bóng. Và lè lưỡi của em ra. Bây giờ nhắm mắt lại và quay người thật nhanh 3 lần. Cách chữa lần này của Peppa cũng không hiệu quả. George vẫn còn bị nứt cục. Chị biết rồi. Để chữa nứt cục, chú heo bị bệnh phải bị giật mình một cái. George, bây giờ chị sẽ dọa em, nhưng em phải nhớ là đây chỉ là một trò chơi để chữa nứt cục cho em. Em hãy nhớ là chị chỉ làm bộ dọa em thôi, George. Peppa, con phải nhẹ tay khi chơi với em con chứ. George vẫn còn nhỏ mà. Con xin lỗi mẹ, tại vì con muốn chữa nứt cục cho em thôi. Hay quá, George đã không còn nứt cục nữa. Heo ba đang đi tới với 2 ly nước trái cây trên khay. George, nếu con uống nhanh quá thì con sẽ lại bị nứt cục nữa đó. Con không có nhỏ như em George, nên con muốn uống nước trái cây nhanh thế nào cũng được. Không còn bánh mì đâu. Mẹ ơi, chúng ta vẫn còn bánh dâu tây mà mẹ. Ăn đi, nếu như chúng ta còn thừa bánh thì con có thể cho vịt ăn. Mọi người ai cũng thích bánh dâu tây của heo mẹ làm.
Ồ, một con ong. Mẹ rất ghét ong. Mẹ các con đúng là nhát thiệt. Chỉ là con ong nhỏ thôi mà. Ờ, bay đi đi ong à. Em đứng yên đi heo mẹ. Nó sẽ bay đi thôi. Đó, thấy chưa? Chỉ cần đứng yên mà thôi. Nè, tránh ra đi chứ. Đi đi. Giúp tôi với. Đuổi nó. Đuổi nó đi đi. Mong là con ong đó sẽ không chết ba. Tránh ra đi con côn trùng này. Không, heo ba chạy quá nhanh nên con ong sẽ không đuổi kịp. Chúng ta ăn bánh đi mẹ, trước khi con ong nó quay lại. Ôi không, chúng ta quên chừa cho vịt rồi. Chắc thoát được con ong đó rồi. Anh nói là sẽ chạy vòng vòng để tập thể dục mà đúng không heo ba? Anh đã thực hiện được rồi đó. Cũng may là anh vẫn còn giữ được miếng bánh dâu tay của mình. Khoan đã ba, tụi con đã hứa cho vịt ăn bánh rồi ba. Các bạn may mắn lắm đó. Mau nói cảm ơn với ba mình đi. Chuyện nhỏ thôi mà. Đã tới lúc về nhà rồi. Tạm biệt những chú vịt đi nào. Tạm biệt bạn vịt. Lần sau gặp lại nha. Phải Peppa, ông biết con là một chú bướm xinh đẹp. Ông ơi, ông và Chót đang làm gì vậy? Ông và Chót là những chú sâu đang bò. Con cũng muốn là một chú sâu nữa. Con là một chú sâu. Ông là một chú sâu đang bò. Mình là một chú sâu đang bò. Mình là một chú sâu đang bò. Bạn có khỏe không? Mình yêu bạn. Mình là một chú sâu đang bò. Thật là vui. Bây giờ thì tụi con muốn làm con gì nữa nè? Con không biết. Ông nhìn kìa, đó là một chú ếch nhỏ. Sao con không đóng giả làm một chú ếch đi? Ếch đâu có đẹp như bướm bướm đâu ông. Và không lắc lư như sâu. Ông nghĩ làm con ếch sẽ là trò con thích đó. Ếch cũng chơi nhà búp bê sao ông? Bếp ba của ông dễ thương thiệt. Trò mà con thích nhất là gì nè? Nhảy nhót trên vũng bùn. Ồ phải. Và ếch cũng rất thích nhảy trên những vũng bùn. Phải đó chó. Đóng giả một chú ếch đi. Mình là một chú ếch nhỏ. Mình là một chú ếch nhỏ. Vậy là những chú ếch tìm được một vũng bùn lớn để chơi đùa. Peppa và George rất thích nhảy lên nhảy xuống trên vũng bùn. Mọi người thích nhảy lên nhảy xuống trên vũng bùn. Giả làm bướm bướm và sâu đều rất tuyệt. Nhưng mà mình thích giả làm ếch nhất. Con đừng lo Peppa. Lần sau khi con tới thì cái hạt này sẽ phát triển thành cây đó. Và chúng ta sẽ có dâu phải không ông? Không phải rồi. Đi thôi Peppa. Thưa ông, con về. Tạm biệt cây dâu nha. Heo ong chăm sóc cho cây dâu tay của heo Peppa. Sau nhiều ngày thì heo ong thấy một cái cây nhỏ đang phát triển. Ngày qua ngày cái cây càng lúc càng lớn hơn. Đến một ngày, heo ong thấy một thứ rất đặc biệt từ cái cây đó. Trái dâu tay. Ông ơi, tụi con tới rồi. Peppa và George lại tới chơi nhà ông. Ông ơi, cái cây của tụi con có lớn không? Có. Xem nè. Dâu tay. Con cảm ơn ông rất nhiều. Ông ơi, chúng ta trồng cây khác được không ông? Được.
Bây giờ thì tới lượt Giọt chọn cây cần trồng nha. Dạ phải, em chọn đi chứ. Chọn cà rốt. Ông ơi, con nghĩ là em rất muốn trồng cà rốt đó ông. Giọt, con có muốn trồng cà rốt hay không? À, vậy con muốn trồng gì hả con? George nghĩ tới thứ mà mình muốn trồng. Khủng long. Vậy là George muốn trồng một cây khủng long. George không biết rồi. Khủng long đâu có mọc thành cây được. Ở trong hộp còn loại nhạc cụ nào nữa không ba? Còn cái tù và này. Cho con thử được không ba? Con cần phải thổi nó thật là mạnh. Có vẻ như không đúng cách rồi. Con thổi nó không được. Mẹ nghĩ mẹ từng thổi được nó đó. Tiếng này thật sự là không đúng. Chắc nó cần một người to, mạnh và có hơi dài như anh đây. Âm thanh này cũng không đúng luôn. Peppa nói đúng, đúng là không thể thổi được. Thôi kệ nó đi heo ba, cứ dùng đàn phong cầm, vì anh chơi nó rất là hay. Đúng là anh chơi đàn phong cầm khá tốt, bản thân anh cũng công nhận chuyện đó. Và em sẽ chơi vĩ cầm của mình. Con sẽ chơi cái trống này. Vậy là heo mẹ chơi vĩ cầm, còn heo ba thì chơi phong cầm, heo Peppa thì chơi trống. Nhưng George sẽ chơi nhạc cụ nào đây? George đã thổi được cái tù và đó. Mẹ không thể thổi tù và được. Ba cũng không thể thổi được. Và cả con cũng không thể thổi được. Mà em chót lại thổi được. George, em cẩn thận đừng làm ngã cái gì nha. Không có gì vui đâu George. Peppa tìm ở dưới những cái gối, nhưng mắt kính của heo ba không ở đó. George thì tìm trong đôi dép của heo ba, nhưng mắt kính cũng không ở đó. Mình tìm trong nhà tắm đi em. Peppa và George đi tìm trong bồn tắm. Mắt kính không có trong bồn tắm. Mắt kính cũng không có trong bồn cầu. Khó tìm quá ha George. Peppa và George đã không tìm được mắt kính của heo ba dù đã cố gắng. Tụi con đã tìm khắp nơi rồi nhưng không thấy mắt kính của ba đâu hết. Ôi trời, bây giờ làm sao đây? Có vẻ anh phải làm mọi thứ mà không có mắt kính rồi. Nếu đi từ từ như vậy sẽ không đụng vào ai. Nó kia kìa, mắt kính của ba nè. Heo ba à, thì ra nãy giờ anh đã ngồi lên nó. Ồ. Mặt ba đỏ rồi kìa. Anh không nhớ tại sao lại để nó ở đó. Đúng là kỳ lạ. Anh à, anh có thể là một heo ba hay đản trí, nhưng ít nhất anh không còn bực bội nữa. Anh không có bực bội mà. Hee
Peppa rất thích khi đóng giả làm heo mẹ. Nhưng mà George thì thấy hơi buồn chán. Xin lỗi Peppa, tôi cũng gần sắp xong rồi. Rồi, đã xong. Đi thôi heo ba, tới lúc anh làm việc rồi. Tạm biệt heo mẹ và heo ba nha. Tạm biệt. Lúc đó heo ba đang đào hố trong sân. Chào con Peppa, chào con chó. Con không phải Peppa, con là heo mẹ. Và đây là heo ba. Hôm nay heo ba tới đây để làm việc. Anh thật là siêng năng đó heo ba. Nhưng hãy cẩn thận, cái hố này rất là sâu. Và mong là heo ba không phải đang mặc bộ đồ đẹp nhất để làm công việc đào hố. Mình cũng muốn rống một tiếng lớn như vậy. Có kem đây mọi người. Kem kìa. Peppa, George, hai con cần phải bỏ bộ đồ dính bùn trước khi ăn nha. Con là heo mẹ và đây là heo ba. Có chắc không? Dạ chắc. Vậy Peppa và George đâu rồi? Con không biết. Vậy thì tiếc quá, chỉ có món kem chúng thích nhất ở đây nè. Nếu không tìm ra chúng thì... Con đây nè. Peppa, George, các con đây rồi. Dạ phải thưa mẹ, tụi con chỉ giả làm ba mẹ một chút thôi. Con đã lừa được ba mẹ ha. Khi mà Peppa đã mặc đồ ngủ, cô bé vẫn còn mang giày mới của mình. Peppa còn muốn mang cả giày mới lên giường khi đi ngủ. Peppa, con có chắc là không muốn cởi giày ra không? Con không muốn cởi đôi giày đỏ ra đâu mẹ. Thôi được rồi, ngủ ngon nha Peppa và George. Chúc mẹ ngủ ngon. Chúc ba ngủ ngon. Ngủ ngon nha, hai chú heo nhỏ của ba. Trời đã mưa suốt đêm qua, và bây giờ khu vườn trở nên rất ướt. Heo mẹ đang mang ủng của mình. Heo ba cũng đang mang ủng của mình. George cũng đang mang ủng của mình. Trong khi đó, Peppa vẫn đang mang đôi giày mới của mình. George đang chơi đùa ở bãi cỏ ướt. Có lẽ Peppa muốn chơi ở bãi cỏ ướt như em mình, nhưng cô bé không muốn làm giày bị ướt. Chị không thể chơi ở bãi cỏ ướt được đâu George. Và George thích nhảy trên những vũng bùn. Nhưng cô bé lại không muốn làm giày mới của mình dính bùn. Heo mẹ và heo ba cũng thích nhảy trên vũng bùn. Mọi người ai cũng thích nhảy trên vũng bùn. Ủa, Peppa đang đi đâu vậy? Thì ra Peppa đi mang ủng của mình. Nếu như bạn muốn nhảy trong những vũng bùn thì bạn phải mang ủng của mình nha. Nhân hay nhất là khi mà hổ đang thấy vui thì sẽ kêu là Xin chào các con. Ôi trời ơi, các con đều là hổ hả? Con đang dạy các bạn làm hổ đúng cách đó coi. Vậy các chú hổ nhỏ định làm gì tiếp đây? Hổ lao. Phải rồi, chúng ta phải tìm bong bóng khủng làm cho George. Mỗi đứa các con sẽ được một cái. Xin chào cô Linh Dương. Chúng tôi muốn vài quả bong bóng thưa cô. Tất nhiên là được. Tôi có rất nhiều màu nhiều hình đây nè. Để con lấy bong bóng hình ra được không cô? Được, của con đây Peppa. Con muốn bong bóng kangaroo, bong bóng sư tử, bong bóng khỉ con, bong bóng chim vẹt. Được thôi, ở đây cô sẽ có đủ. Cô Linh Dương ơi,
Chúng tôi đang tìm một bong bóng có hình khủng long cho George. Ôi trời ơi, hiện giờ tôi không có cái bong bóng khủng long nào hết. Làm sao đây heo ba? Chó con đừng khóc nữa, ba có một ý này. Tôi lấy hai cái bong bóng dài được không cô? Được rồi, mọi người hãy xem đây. Heo ba đang làm cái gì với cái bong bóng dài vậy cả? Xong, mọi người đoán được đây là gì không? Có phải là kangaroo không ạ? Không, nó là... khủng long. Đúng rồi, một chú khủng long. Heo ba đã làm một chú khủng long từ bong bóng. Khủng long. Chúng ta đến lâu đài kia đi. Peppa rất thích nhảy lên lâu đài bằng hơi. Mọi người đều thích nhảy lên lâu đài bằng hơi. Đây là ngày hội trường tuyệt vời nhất. Heo ba cùng Peppa và George đang trang trí cho phòng khách. Vui quá đi. Hôm nay heo bà và heo ông cũng tới dự sinh nhật của heo mẹ. Chúc mừng sinh nhật heo mẹ. Sao con không vào nhà đi? Con chưa thể vào được. Heo ba cùng Peppa và George đang làm việc bí mật cho sinh nhật của con. Thật đáng yêu. Lát gặp lại con nha. Tạm biệt mẹ. Mẹ ơi, mẹ có thể vào nhà chơi với con được không? Tất nhiên là được rồi. Mẹ nhắm mắt lại đi. Mẹ đừng mở mắt nha mẹ. 1, 2, 3. Mở mắt ra nào. Đây đúng là một bất ngờ đáng yêu. Em hãy thổi nến đi, cùng với một điều ước. Mẹ ơi, tụi con tặng quà cho mẹ nè. Mẹ đoán thử xem. Mẹ không đoán ra nổi. Vậy em mở ra xem đi. Trời ơi, nó là một cái váy rất đẹp. Wow. Mẹ mặc nó thật là đẹp. Với trang phục này thì có một nơi em phải tới. Cái gì đây? Là hai vé xem hòa nhạc vào tối nay. Cảm ơn anh. Heo mẹ rất thích tới nhà hát. Tối nay bà với ông sẽ ở lại đây trông coi bọn trẻ. Thật là một món quà sinh nhật tuyệt vời. Tôi là người mẹ may mắn nhất trên đời. Và xinh đẹp nhất nữa. Ha 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 ha